không biết về vụ đó. Cũng như cái dạ. Thằng Trương Quốc Quy đồ nào mỗi lần mà nó chia sẻ vậy đó, anh thấy người ta nghe nhiều không? Anh nói mấy cái chỗ anh người ta bật ta nghe vậy đó hả? Em nói là mình bật cái mình đi làm mình nghe vậy thôi. Dạ, còn như là mấy cái tụi mà ở nước ngoài nó chia sẻ vậy đó, ai mà anh thấy nó nói gì anh thấy sao? Mấy thằng lồm cồm chắc không làm cán bộ được nên tức nó bậy nó bạ với ai mà. Mà anh thấy tôi thấy dân lao động mình họ nghe nhiều quá anh ha. Lo hai bữa cơm mình chưa xong chỉ có bở nghe vớ vẩn mà kịch hài thì mình không có nghe. Mình thấy đêm mình nằm mình nghe kịch hài rồi nó vui. Không có nghe nói chuyện với anh tâm sự mình để giống như khi ngồi nghe lại để mình biết vậy thôi. Mà mấy thằng đó nó nói suốt anh hả? Em không có để bí ba cái vụ đó không biết. Chỉ có bật lên thì thấy ba cái kịch cái hài ba cái lăng tăng rồi thấy ngộ ngộ bật lên rồi bật thì muốn nghe tiếng thì thôi chả dạ. Có mà thấy tụi nó cũng nói mạnh miệng quá anh ha. Nó không, nói... không biết nó nói cái gì nó nói tùm lum tùm la mấy cái khùng á em nghĩ. Mà thấy nhiều người dân mình trong nước đồ người ta cũng theo dõi anh ơi. Mà sao tụi nó nói cũng nhận hay thì thời gian của nó anh thấy nó nói suốt á. Muốn có nghe tiếng người vậy thôi. Nghe tiếng người tại vì mình ở một mình á. Dạ. Yeah. Bây giờ không lẽ nói chuyện có con chó thì nói chuyện con chó, còn có con chó thì nghe ba tiếng. Anh chưa kiếm được chó nữa ha. Chưa. Hôm qua tôi cũng gọi đi kiếm hồi cho anh mà chưa thấy. Dạ. Yeah. Vòng vòng kiếm. Thôi kệ, nay cuộc sống mà ha. Dạ, em không có biết cái gì hết, chỉ có giờ cơm hai bữa còn lo chưa xong nữa. Dạ, cuộc sống mà, cuộc sống mưu sinh mà. Nói chứ mấy tụi đó thì nó có thời gian nó ngồi, nó lên mạng rồi đó, nó đi tìm cái này tìm cái kia rồi nó chia sẻ. Em thì nói thật sự ra thì cũng như anh nhìn nhận thì em cũng nói anh vậy, ví dụ vậy đi, em mới đậu anh. À. Anh nói ví dụ mà bây giờ không có 1 triệu con của em là em chết. À, dạ. Dạ. Thì lâu lâu em phụ anh chút xíu rồi được. Không có gì, không anh nó có gì đâu phải phụ đâu. Dạ, thì anh cứ ở vậy thôi. Thì em nhờ anh giúp. Cái anh gì giúp dạy. Được thì giúp, dạ, như giúp anh được thì giúp. Dạ, em cũng phải vì... Tôi không có bắt buộc anh gì hết trơn á. Dạ. Thì cuộc sống mà, dạ. mình giúp ai được cái gì mình giúp anh ơi. Chứ em đâu có gì mà... Chứ nếu mà không có con mà nó cho chuyện đó là chết. Chết, chết đơ luôn chết. Tại vì cũng lắm lúc cũng tại vì con người mà. Nếu mà anh muốn làm công chuyện gì đó thì tôi có công chuyện cho anh làm. Nếu anh muốn làm, nhiều khi anh muốn cần làm, cần có tiền rồi, á. Em có rồi, có giường rồi. Yeah. Giường sẵn, đợi sẵn, gọi em hoài, kêu em về mà. Mà cái bà kia, tại vì bà kia bà cứ dí không mà. nên bà mấy bà khùng điên, nên ở không có yên với bà. Còn có vợ em ở đó thì bà không có, yeah. Không có nhà. Kệ, thôi kệ nữa. Bây giờ cuộc sống mưu sinh mà. Yeah. Ở đâu mình cũng phải làm lao động. Còn truyền thông tin tức bây giờ nó đa dạng lắm. Anh thấy không? Ôi, em chả có nghe ba cái quỷ, ba cái xứ gì. Chỉ có tiếng người thôi. miễn sao mà anh thấy cái thằng nó nói cũng vui vui anh hả? Thằng Trương Quốc Quy á. Đâu biết đâu, nghe nó cái ma miệng cái chắc cũng đâu có để ý. Không tại vì quay chia sẻ thấy anh vui tính đúng không, mình quay vừa quay để đặng mà chia sẻ chứ nói thấy anh rất là vui, anh thật thà. Dạ, thấy anh thật thà em, vui em thì thật sự thì người nghèo người ta sống nội tâm. Dạ. Dạ. Còn mấy người khá giả thì người ta sống lên cái đầu óc của người ta. Dạ. Còn dân nghèo sống nội tâm trong ruột trong gan người ta nó phơi bày á. Dạ. Tại thấy anh cũng thật thà, thấy anh cũng hiền. Dạ. Cho nên khi quay chia sẻ với mấy đứa bạn á, nói cái anh này anh hiền lắm. Chia sẻ vô Facebook á, nói cái anh này anh hiền lắm. Em hồi xưa là em tu ở chùa. Ồ vậy hả? Thờ. Ồ. Nên cái bản chất tu hành, nhưng mà bây giờ anh bên đạo nào? Em có đạo, em chỉ có đi theo mấy ông thầy chùa đi hái thuốc lá thuốc thuốc nam đồ đó. Sai đi hái đi làm kiểu như công quả cho cơm.
Dạ. Cũng đỡ đi hái thuốc đồ. Thích anh chia ấy giờ anh nói chuyện, anh nói chuyện ngay thẳng. Dạ, thì... anh ra anh quay ngồi nói chuyện với anh tâm sự thì... cho bạn bè anh nói có cái anh này, cô Hiền anh nói chuyện rất dễ thương. Dạ. Không biết sao thì nhiều khi trời phán anh ơi. Tự nhiên anh em mình gặp nhau ha. Dạ, có tật có tài. Thấy anh hỏi nhiều lần đi qua đi lại nữa. Ha. Thôi kệ, dựng cái nhà cho anh ở. Hy vọng là vài bữa có điện có nước cho anh nữa. Dạ, là ngon ha. Cảm ơn anh. Không có gì. Em cũng tạm thôi, không có gì à. Bây giờ nó đang làm cái bản vẽ khoan nước. Dạ. Trong khoảng ngày mai mốt thì nó cho hay rồi bắt đầu cái nó tiến hành khoan. Dạ. Khoan xong rồi bữa nay dựng cái thêm cái chạy ngoài kia nữa để cho nó kéo còn dây điện xuống. Dạ. Là anh có điện có nước là anh khỏe rồi. Dạ. Ha. Có kệ. Người chút giúp gì nhau thì được thì giúp. Dạ. Chứ đâu có gì đâu. Trước cũng cảm ơn anh chị cũng không có gì anh tấm lòng tốt đâu có gì đâu đỡ, anh em mình không mà giúp đỡ đi chạy đó à. Người ta nói ở có đức mặc sức mà ăn. Dạ đúng rồi. Ủa rồi tụi đằng kia nó còn quậy anh nữa không thằng lắng không nó im luôn đi hả? Ra khỏi chỗ đó tại nó giống như ganh ghét á. Nó kêu giới thiệu cho bà chị nó mà tôi có vợ mà giới thiệu cái gì mà nó cứ kéo bà vợ nó tới phiền lắm thì đủ chuyện đó. Ok thôi để anh làm đi. Dạ, để làm công chuyện của anh đi. Dạ, dạ. Dạ. Đây là thành quả của mình phấn đấu không ngừng anh chị các bạn trên quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Ngày nào cũng phải làm tới chiều tối sáng. Đấy. Nhờ bác và đảng mình cũng phấn đấu thì mình thấy cái anh này anh cũng rất là hiền cho nên anh thấy mình quay cái ổng không dám nói. Lúc mình không có quay mình hỏi cái gì ổng cũng nói hết trơn á. Ổng sợ mình không biết ổng có quan hệ gì dây mối nhợ gì với tụi chống cộng không mình không biết, mình đang cũng nghi ngờ ngờ thôi, mình đang tìm hiểu ổng. Mình không quay thì ổng nói. Mình chụp máy mình quay với ổng né. Nghe ổng nghe toàn là đài chống cộng không. Hy vọng mình sẽ thân quá ổng được giải thích cho ổng nghe về những cái tai hại. Hồi sớm mình hỏi ổng nhiều câu chuyện ổng nói bóc máy rồi ổng sợ. Thôi thì để mình quay tới đây. Nói chung thì anh cũng có khó khăn thì mình cất cái nhà cho anh ở, mình cất chỉ có mấy ngày thôi là xong cái nhà. Anh đã giờ đang kéo điện chứ nó là khoan nước cho ông ở vậy đó, không lấy tiền lấy bạc không gì chứ, không phụ gì phụ còn không phụ thôi, cũng như phụ nó phụ gì phụ công việc á, thì khi ông thấy mình làm thì ông ra ông phụ, có cũng phụ thôi, mình cũng chẳng có kêu kệ, mình giúp người ta được gì mình giúp. Người có của, người có lòng. Xong chỗ này nữa là kéo điện xuống. Hy vọng trong tuần này nó khoan cái giếng nước. Chút cả tháng trời mình làm được cái hàng rào. Đất đai mình đã bồi gần như là hoàn chỉnh. À. Trang trại Lợi Minh. Ngầu hả? Một tay mình làm nên anh chị các bạn. Ngầu không? Hàng rào mình cũng tự kéo luôn. Cột rồi mình cũng tự trồng xuống. Dàn bê tông này là mình làm cổng rào 6 mét. Chôn xuống 3 mét. 3 mét rưỡi
Bên đây miếng đất gần như là ok thôi. Xong rồi mình sẽ xin lên đất thổ cư. Đưa lên đất thổ cư nữa. Chuyển đổi mục đích xây dựng. Bữa nay cổng rào đồ coi như cũng tạm hoàn chỉnh. Giờ mình rào lại, mình cắm đèn năng lượng mặt trời. Các bạn xài năng lượng mặt trời cũng tiện lắm nha. Cho nên nó cũng giúp ích mình bớt lệ thuộc vào nguồn cung cấp điện. Các bạn thấy. Thôi mình tạm dừng lại đây. Xin chào quý bạn, xin các bạn trong diễn đàn. Bye 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 bye.